thèm. Không thèm. Đấy, hết trò chơi rồi con. Ôi khó ghê, lập công ty thật đâu dễ chi. Ngày đầu tiên chẳng thấy khách đâu, chỉ nhìn nhau sao ban đây. Nhưng chưa quên mình phải luôn làm thuốc có tâm, rồi bệnh nhân sẽ không từ chối, mang tâm tình trong tâm bình. Người Việt Nam mình đâu dễ tin liền, dù cho chân lương rất là tốt. Tôi bệnh nặng lắm rồi, không thuốc nào chữa đâu. Bài khó đây, họp suốt với nhau vẫn thế thôi, đau đầu. Rất hay, bật tivi là sẽ thấy ngay, nhiều chuyên gia đều khen thuốc hay, rồi truyền tài nhau đến đây. 160 một hộp viên, gút bác ơi, đại tràng ta đang bán 80, khớp tâm bình 90.000. Chờ mong bao ngày, bệnh nhân tin mình, cần mua tâm bình ra nhà thuốc. Và những khó khăn rồi cũng sẽ qua, để chúng ta hát mừng. Và những khó khăn rồi cũng sẽ qua, để chúng ta hát mừng. Doanh số tăng và đội ngũ của ta cũng tăng, đều luôn luôn làm việc rất chăm, rồi lương tăng ai cũng vui. Liên tiếp nhau cả năm năm đều có sếp tôi, được vinh danh cúp bông hồng vàng, ai cũng đều rất vui mừng. 7 năm qua rồi, vượt bao thăng trầm, để cho tâm bình thêm thành công. Cùng hứa với nhau, càng cố gắng hơn, càng quyết tâm hết mình. Và mỗi cuối năm thì mỗi chúng ta lại đến đây hát.